Nàng là cuộc sống của tôi, mãi mãi đi theo người. Từ thuở còn thơ, đời tôi chưa quen sóng gió. Nàng đã cho tôi lẽ sống niềm tin, giữa biển khơi biết đâu là bờ. Bầu trời xanh chưa thấy cuộc sống của tôi, mãi mãi đi theo người. Từ thuở còn thơ, đời tôi chưa quen sóng gió. Nàng đã cho tôi lẽ sống niềm tin, giữa biển khơi biết đâu là bờ. Bầu trời xanh chưa thấy bao giờ. Sáng trong đang làm nên bài ca chiến thắng cho đất nước và tình yêu, cho mọi ước mơ trên đời. Ôi đàn của tôi ơi, mãi mãi ơn người. Trăng tròn mùa thu
còn thơ. Một tình thương mến em như tiếng đàn, lời ca mẹ hiền sớm tối khuyên nhủ bao lời mặn mà khắc ghi bên lòng còn trẻ muôn bước đường xa. Thề trọn đời dư đạo theo tự tính làm lành cùng pháp giới chung sinh cầu Phật tử gia hộ tâm bồ đề kiến cố xa bể khổ sương mây chóng quay về Bồ Tát. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát. Mẹ là dòng sữa trắng thơm nuôi
thì xin gửi tới tất cả mọi người đây bài cho con gánh mềm một lần cả đời mẹ đã tạo thần gánh con cho con gánh mẹ đau non cả lòng mẹ đã gánh con biên trở ngày xưa mẹ gánh à ơi con xin gánh lại nhận lời mẹ ru điều đời sương gió liền tan vì con hạnh chẳng từng gian nan để con gánh mẹ đừng con sợ khi mẹ mất muộn màng gánh ai cho con gánh cả tháng dài anh qua năm buồn nguyện con gánh cho con gánh cả đôi vai thân cỏ lặn lội sớm mai vai gầy mẹ già là xăm xa cây lỡ ơn lại tuổi này gánh sao mẹ ơi sông biên dạt dào có sao anh hên con lao một đời bông hồng cài áp nơi đâu bằng bông yêu giữa trời bao la con xin gánh lần bây giờ để sau người gánh chính là con để sau người gánh chính là con của đảng chi bộ 6 Tây Hiền Quận từ khi có người đảng viên đầu tiên cho đến ngày hôm nay sự lãnh đạo quan tâm của đảng chia sẻ với tình hình đất nước nói chung và cơ sở chúng ta nói riêng rất còn rất nhiều khó khăn nhưng được sự quan tâm sự như vậy là quan tâm của các bác các anh các chị trong gia đình mặc dù đã đi tham gia mọi miền trên đất nước đã tham gia chỉ đạo lãnh đạo các tổng cục các như vậy là nhà máy tổng cục và như vậy đã về có những người con hôm nay nghĩ đến nghĩa sinh thành các con đã như vậy là có nguyện vọng đề nghị với chi bộ chúng tôi đã làm tròn trách nhiệm như vậy là đề nghị với ban thường vụ ban chấp hành đảng ủy nhất trí là sẽ trao cho cơ sở 6 đứng lên tổ chức ban thường vụ ban chấp hành sẽ về trao trực tiếp huy hiệu 55 năm tuổi đảng. Đây là niềm vinh dự trước hết cho gia đình ông Vũ Văn Thưởng có một đồng chí và một người mẹ như vậy là sinh thành cùng với bao như là đồng chí con là cháu là đảng viên có mặt về dự hôm nay. Kính thưa các đại biểu, thưa các đồng chí, đã làm giờ làm lễ, thay mặt ban tổ chức trân trọng kính mời các vị đại biểu, các đồng chí ổn định tổ chức. Trân trọng kính mời các vị đại biểu, các đồng chí đứng dậy, chỉnh đốn trang phục, chuẩn bị làm lễ chào mừng. Việt Nam ta vững bền.
Kính mời các vị đại biểu, các ông chí ngồi xuống. Kính thưa các ông chí lãnh đạo, kính thưa đồng chí Lê Thị Bưởi, kính thưa toàn thể các ông chí. Hòa trong không khí vui tươi, phấn khởi của toàn đảng, toàn dân, toàn quân đang hăng hái thi đua lao động sản xuất, lập thành tích cao nhất, chào mừng kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước, chào mừng đất nước quê hương đang ngày thêm đổi mới. Được sự nhất trí của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã, thể theo nguyện vọng của các con, cháu, chắt là đảng viên của gia đình đồng chí Lê Thị Bưởi. Hôm nay, chi bộ Tây Hải Quần long trọng tổ chức lễ trao huy hiệu 55 năm tuổi đảng cho đồng chí Lê Thị Bưởi, đảng viên chi bộ Tây Hải Quần thuộc Đảng bộ xã Bình Minh. Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí, về dự và chúc mừng buổi lễ, thay mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng đồng chí Nguyễn Văn Trung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Ban tổ chức trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng đồng chí Nguyễn Văn Liêm, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Ban tổ chức trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Đoàn, Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Ban tổ chức trân trọng giới thiệu đồng chí Đặng Thị Thu Hương, Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Ban tổ chức trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn An Thái, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Về dự lễ trao huy hiệu còn có các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Bình Minh, các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy, các đồng chí là trưởng các ban ngành đoàn thể của xã Bình Minh. Một lần nữa đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Ban tổ chức trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Trinh, Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận cơ sở, đồng chí Nguyễn Văn Kiên, Phó Bí thư chi bộ, trưởng xóm Tây Hải Quần, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Đại biểu chi bộ Đông Hải Quần, ban tổ chức trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng đồng chí Nguyễn Văn Hoài, Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận cơ sở, đồng chí Lê Văn Bạch, Phó Bí thư chi bộ, trưởng xóm Đông Hải Quần, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Về dự buổi lễ long trọng này còn có các đồng chí là đảng viên thuộc chi bộ Tây Hải Quần, Đảng bộ xã Bình Minh, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí, về dự buổi lễ long trọng này còn có đồng chí Vũ Văn Thưởng, là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty Thuốc lá Thăng Long, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa toàn thể các đồng chí, tiếp theo chương trình, ban tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Văn Liêm, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, nên công bố quyết định trao tặng huy hiệu Đảng. Xin trân trọng kính mời chú. Kính thưa các đồng chí trong ban chấp hành Đảng ủy, các ban ngành đoàn thể của xã Bình Minh, kính thưa các đồng chí thay mặt cho cấp ủy chi bộ Đông Tây Hình Quần của thôn Hình Quần cùng toàn thể đảng viên và gia đình của con cháu cụ Lê Thị Bưởi, kính thưa cụ Nguyễn Thanh Bình, kính thưa cụ Lê Thị Bưởi đã được nhận huy hiệu 55 năm tuổi đảng của ban chấp hành trung ương. Được phép phân công của ban chấp hành Đảng ủy, tôi xin thông qua quyết định huy hiệu tặng huy hiệu Đảng 55 năm tuổi đảng cho đồng chí Lê Thị Bưởi. Xin trân trọng kính mời đồng chí Lê Thị Bưởi lên trước sân khấu để đón nhận huy hiệu của ban chấp hành trung ương. Đảng Cộng sản Việt Nam, Nam Định ngày 13 tháng 10 năm 2023, tỉnh ủy Nam Định số 863 QĐ-TU quyết định tặng huy hiệu Đảng căn cứ điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và quy định số 24 QĐ-TVĐ ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Ban chấp hành Trung ương về thi hành điều lệ Đảng. Xét đề nghị của Huyện ủy Nam Trực và Ban tổ chức tỉnh ủy Nam Định về việc tặng huy hiệu Đảng, Ban thường vụ tỉnh ủy quyết định điều 1 tặng huy hiệu 55 năm tuổi đảng đợt 7 tháng 11 năm 2023 cho đảng viên Lê Thị Bưởi,
sinh năm 1939, vào Đảng ngày 8 tháng 12 năm 1968, chính thức ngày 8 tháng 12 năm 1969, quê quán xã Bình Minh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, sinh hoạt đảng tại Đảng bộ xã Bình Minh. Điều 2, mức tặng phẩm kèm theo huy hiệu đảng là 6 triệu 300 nghìn đồng, trích từ quỹ thi đua khen thưởng của Đảng bộ. Điều 3, ban tổ chức tỉnh ủy, văn phòng tỉnh ủy, huyện ủy Nam Trực, Đảng ủy xã Bình Minh và đảng viên có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Thay mặt ban thường vụ tỉnh ủy Nam Định, Phó Bí thư thường trực Lê Quốc Chỉnh đã ký, xin đề nghị các đồng chí đảng viên. Sau đây tôi xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Văn Trung, Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Bình Minh nên trao huy hiệu 55 năm tuổi đảng cho đồng chí Lê Thị Bưởi và gắn huy hiệu cho đồng chí. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Cảm ơn các chí. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa toàn thể các chí. Tiếp thân trình, ban tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Văn Trung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã nên phát biểu chúc mừng đồng chí Lê Thị Bưởi. Xin trân trọng kính mời chú. Kính thưa đồng chí Vũ Văn Thưởng, viên ủy viên ban thường vụ của Phó Bí thư Đảng ủy Đảng ủy Trung đoàn Thăng Long, Chủ tịch Hội đồng nhân dân. Kính thưa các đồng chí Bí thư chi bộ cấp ủy của hai chi bộ thôn Hội Quảng. Kính thưa các đồng chí đảng viên trong chi bộ xóm Tây và cùng toàn thể các đồng chí và quý khách dự hội nghị. Hôm nay chúng tôi rất là vinh dự và phấn khởi và vui mừng được theo nguyện vọng của đồng chí Lê Thị Bưởi cũng như của con cháu đồng chí và các đồng chí đảng viên trong chi bộ xóm Tây là cũng nguyện vọng là sẽ về trao huy hiệu 55 năm tuổi đảng cho đồng chí đảng viên Lê Thị Bưởi. Cũng là đây là lần thứ hai chúng tôi vinh dự được đồng chí Bưởi cũng như con cháu bộ và chi bộ để về dự cái lễ đặc cách ở tại quê hương này. Thì hôm nay thì trong một cái bầu không khí hết sức là phấn khởi và ấm cúng thì mà cũng rất vui mừng phấn khởi là sau 5 năm năm huy hiệu 50 năm tuổi đảng cũng tổ chức ở đây nhưng mà ngoài khu chỗ gần nhà đồng chí Bưởi. Hôm nay về đây thì sau 5 năm chúng tôi thấy sức khỏe của đồng chí Bưởi vẫn là rất là mạnh khỏe và minh mẫn. Cũng đây là một cái hiếm của Đảng bộ xã Bình Minh trong cái gì 7 tháng 11 này là số đảng viên nữ được tặng hiệu đảng từ 50 năm 55 năm là cũng là hiếm. Đấy là một cái vinh dự cho địa phương cũng như gia đình và chi bộ chúng ta. Đồng chí Lê Thị Bưởi trong một quá trình tham gia cách mạng cũng là rất nhiều năm rồi, mấy chục năm, trong trải qua kháng chiến chống Mỹ rồi bảo vệ Tổ quốc rồi đến về quê hương. Thì trong khi đó đồng chí Lê Văn Dũng là thân là chồng của đồng chí Bưởi là nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc ra đi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ và đã hy sinh anh dũng. Và rất đấy là được hiện nay theo tâm nguyện cũng như cái ý nguyện của đồng chí Bưởi và đặc biệt là chỗ bác Thường cũng có nhiều hào phóng rồi chứ là phần mộ của đồng chí Lê Văn Dũng đã được về với đất mẹ. Hiện nay là đảng bộ chính quyền nhân dân trong xã cũng như nhân dân con cháu của đảng đã thường hàng năm có những nhân tâm hương nên một tín kệ nghiêm mình biết ơn công lao của các đồng chí sĩ của xã cũng có tham gia trong cái thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Thì như vậy là đồng chí Bưởi ở cái lĩnh vực là gọi hiện nay chúng ta là gọi là thương nghiệp phục vụ trong cái việc là ở cửa hàng mua bán với chúng tôi nhỏ thôi. Xã thì sau trước kia là vẫn như sau hợp nhất từ năm 77 rồi đi thì lúc ấy chúng tôi đi học những chỉ biết vậy thôi, đi lại trong lịch sử trong cái lúc thời kỳ khó khăn nhưng mà đồng chí cũng luôn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã tham gia công tác và đã trở thành những cán bộ cao ở trong những ngành của cái lĩnh vực của thương mại. Đồng chí Thường cũng là một cái doanh nghiệp doanh nhân thành đạt và có cái đóng góp cho cái nền kinh tế của nước chúng ta rất lớn về thuế. Và nhân buổi hôm nay thì như vậy là chúng tôi
Trước hết là xin chúc đồng chí Bưởi 55 năm tuổi đảng sức khỏe, tiếp tục là cây cao bóng cả, người cao tuổi đảng của xã Hải Minh cùng với đảng bộ, một là tiệm tâm sức của mình tiếp tục cống hiến tư vấn cho các đồng chí ở chi bộ đây, rồi cho đảng bộ những cái tâm đắc để chúng tiếp tục xây dựng đảng chi bộ, đảng bộ xã Hải Minh thực sự trong sạch mạnh, là có là một trong những cái điểm sáng xứng đáng cái tên xã Hải Minh. Và chúc đồng chí sẽ nhận được, tiếp tục nhận được huy hiệu 60, 65. Thôi cứ chúc 10 năm giai đoạn tiếp tục làm tiếp theo. Cảm ơn chi bộ đưa ra đồng chí Thường hôm nay đã có tổ chức cái hội nghị trao hiệu cho đồng chí Bưởi, và chúng tôi có hoa tươi thắm xin chúc mừng đồng chí Lê Thị Bưởi. Mời đồng chí Lê Thị Bưởi. Ban tổ chức trân trọng cảm ơn ý kiến phát biểu động viên tặng hoa của đồng chí Bí thư Đảng ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân xã. Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí, tiếp theo chương trình, ban tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Đức Trinh, Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận cơ sở lên phát biểu tặng hoa chúc mừng. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa các vị đại biểu, đại diện cho Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận, các ban ngành, toàn đoàn thể xã Bình Minh, kính thưa các đồng chí ban chi ủy chi bộ Đông Thành Quận, kính thưa các đồng chí đảng viên chi bộ cùng toàn thể đảng viên của gia đình đồng chí Lê Thị Bưởi. Hôm nay được sự nhất trí của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã và thể theo nguyện vọng của các con cháu của đồng chí Bưởi là đảng viên của gia đình đồng chí Lê Thị Bưởi thuộc là đảng viên thuộc chi bộ Tây Hải Quần, long trọng tổ chức lễ trao huy hiệu 55 năm tuổi đảng cho đồng chí Lê Thị Bưởi. Đồng chí Lê Thị Bưởi đã nhận được huy hiệu cao quý 55 năm tuổi đảng. Chúng tôi tin tưởng rằng và mong rằng đồng chí tiếp tục phát huy phẩm chất bản lĩnh của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, tiếp tục phát huy truyền thống của gia đình cách mạng, gia đình có công với nước, cùng với gia đình con cháu tiếp tục xây dựng chi bộ đảng bộ và quê hương ngày càng văn minh lịch sự. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, đồng chí Lê Thị Bưởi có ba thế hệ đảng viên. Cụ là một thế hệ đi trước, sau cái đó hàng ngũ con trai con râu, và đến thế hệ thứ ba là các cháu đã là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là niềm vinh dự của quê hương chúng tôi. Thực tế với tinh thần mà gia đình đồng chí Vũ Văn Thưởng thường xuyên quan tâm đến đảng, chính quyền, nhân dân, tất cả mọi lĩnh vực cho tất cả mọi công trình. Trước khi ngừng đời, cho phép tôi thay mặt cho chi bộ 6 Tây Hành Quần gửi lời kính chúc sức khỏe tới các đồng chí lãnh đạo đảng, chính quyền xã cùng toàn thể các vị đại biểu về dự và tất cả cán bộ đảng viên của gia đình cũng như của chi bộ Tây Hành Quần. Xin gửi lời chúc mừng sức khỏe, năm cũ đã gần qua, năm mới đã gần tới. Chúng tôi xin kính chúc mọi đại biểu về dự hội nghị hôm nay có một sức khỏe dồi dào, gia đình an khang thịnh vượng. Xin trân trọng cảm ơn. Tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ban chi ủy Tây Hành Quần. Như vậy là đồng chí Miên và cụ Nguyễn Văn Bình là một đồng chí cao tuổi đảng nhất của chi bộ, sẽ đại diện cho chi bộ. Ban chi ủy sẽ nên có quà và hoa để chúc mừng. Như vậy là buổi lễ long trọng trao tặng huy hiệu 55 tuổi đảng cho đồng chí Bưởi. Xin trân trọng kính mời. Tiếp theo chương trình là phần tặng hoa chúc mừng. Ban tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Bình Minh, đoàn do đồng chí Đặng Thị Thu Hương, Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã lên tặng hoa chúc mừng đồng chí. Xin trân trọng kính mời. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bình Minh,
đoàn do đồng chí Nguyễn Thành Hành, đảng ủy viên, chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ xã Bình Minh lên tặng hoa chúc mừng đồng chí. Xin trân trọng kính mời. Ban tổ chức trân trọng giới thiệu vấn mời đoàn đại biểu hội nông dân xã Bình Minh, đoàn do đồng chí Nguyễn Văn Đông, đảng ủy viên, chủ tịch hội nông dân xã Bình Minh lên tặng hoa chúc mừng. Đoàn đại biểu ban chấp hành hội cựu chiến binh xã Bình Minh, đoàn do đồng chí Nguyễn Văn Giới, chủ tịch hội cựu chiến binh xã Bình Minh làm trưởng đoàn lên tặng hoa chúc mừng đồng chí. Ban tổ chức trân trọng cảm ơn đồng chí. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn đại biểu đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xã Bình Minh, đoàn do đồng chí Nguyễn Đức Thịnh, bí thư đoàn xã lên tặng hoa chúc mừng. Xin trân trọng kính mời. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn đại biểu cán bộ và nhân dân xóm Tây Hành Quận, đoàn do đồng chí Nguyễn Tân Biên, phó bí thư chi bộ, trưởng xóm Tây Hành Quận làm trưởng đoàn lên tặng hoa chúc mừng đồng chí. Trân trọng kính mời. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí trưởng xóm. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn đại biểu chi hội cựu chiến binh Tây Hành Quận, đoàn do đồng chí Hoàng Trọng Tài, chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh xóm Tây Hành Quận làm trưởng đoàn và tặng hoa chúc mừng đồng chí. Xin trân trọng kính mời. Và ban tổ chức trân trọng cảm ơn. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời ban chấp hành chi hội phụ nữ xóm Tây Hành Quận, đoàn do đồng chí Nguyễn Thị Vi làm trưởng đoàn vào tặng hoa chúc mừng. Xin trân trọng kính mời. Vâng, xin trân trọng cảm ơn. Ban tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn đại biểu ban chấp hành chi hội phụ nữ xóm Đông Hành Quận, đoàn do đồng chí Nguyễn Thị Na, chi hội trưởng chi hội phụ nữ xóm Đông Hành Quận vào tặng hoa chúc mừng. Ban tổ chức trân trọng cảm ơn. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời gia đình đồng chí Nguyễn Văn Tuyến, chủ tịch hội người cao tuổi xã, nguyên là thường vụ đảng ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc xã Bình Minh lên tặng hoa chúc mừng. Xin trân trọng kính mời chị. Vâng, xin trân trọng cảm ơn đồng chí. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời gia đình đồng chí Nguyễn Đức Trinh, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận lên tặng hoa chúc mừng đồng chí. Xin trân trọng kính mời. Đại diện các nhiệt liệt chúc mừng. Vâng, xin được trân trọng giới thiệu với những người gia đình ông Hoàng Văn Đô lên tặng hoa chúc mừng. Cô cũng xin trân trọng kính mời. Vâng, nội dung tặng hoa xin phép được tổ chức tiếp tục ở bên gia đình đồng chí Nguyễn Thị Bưởi. Một lần nữa thay mặt cho ban tổ chức, chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn tình cảm của các đoàn đại biểu cũng như là toàn thể các đồng chí. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa toàn thể các đồng chí. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Vũ Văn Thưởng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên là bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng quản trị tổng công ty thuốc lá Thăng Long, là con trai cả của cụ. Xin được trân trọng kính mời bác lên phát biểu. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa đồng chí Nguyễn Văn Trung, bí thư đảng ủy xã Bình Minh, đồng chí Nguyễn Văn Liêm, phó bí thư chủ tịch xã, và kính thưa các đồng chí trong thường vụ, các đồng chí trong ban chấp hành đảng ủy, trưởng các ban ngành, và kính thưa các vị lãnh đạo trên mạng, và thưa các đồng chí đảng viên trong chi bộ và quan trọng ở đây, tôi chỉ muốn nói rằng là trong rất chân thành đến các đồng chí lãnh đạo xã, thôn, đặc biệt ở đây, con cháu. Bởi vì không cái gì bằng cái thứ nhất là gia đình vậy vậy là hạnh phúc này, là họ phải tươi tốt này, giống như quê hương làm thỏ. Một cái cơn sốt đã qua, nhưng mà đó là một cái sự ấm cúng, một sự tình cảm vô bờ bến. Tiền không mua được, tôi khẳng định cái việc những để các đồng chí lãnh đạo xã, ban chấp hành đảng ủy, trưởng các ban ngành và các tất cả các cựu chiến binh, tất cả mọi
thực lòng cũng rất cảm động. Người con nó lớn lên trong cũng đi cũng là vất vả lắm, mình cố gắng thì mình thành đạt, mình cũng nghĩ được quê hương và sẽ làm cố gắng làm gì điều gì có thể được. Chỉ mong là anh Trung Bí thư anh cũng giao nhiệm vụ và anh thì bí thư to anh xin thì bí thư nhỏ, không phải nói được anh giỏi đấy. Cái bên thì cũng anh chị đã hứa với các cụ ban chấp hành này anh phải làm đúng thời gian, nhưng anh vừa lúc thời gian đi anh xin nhá. Đấy, việc nó phải làm, làm cái tốt nó thật. Cái việc này tôi đã cách đây 5 năm rồi, bây giờ anh chưa làm, đây cũng là vinh quang. Tôi báo cáo đồng chí rằng cuộc đời này ta tiền của không quan trọng, xem dự hơn là quan trọng. Đây là niềm đấy chứ. Người con của quê hương cũng phải nói thật cho bộ trưởng này, thành đạt chứ không phải là thành đạt. Nhưng có tấm lòng vàng, điều này tỉnh huyện biết. Một lần nữa thì rất cảm ơn, trân trọng, chân thành, không còn gì để nói trong giờ phút thiêng liêng này. Và cũng thay mặt gia đình, sau đây thì mời tất cả quý vị sang còn cái vị trí trưởng ban tổ chức đấy, sang dự bữa cơm. Tôi là thân mật, ấm cúng, kính chúc tất cả chúng ta ngồi đây có một cái sức khỏe bình yên, an lành, nghĩ gì cũng thắng, làm việc gì cũng thành, mọi người hoan nghênh, trân trọng, cảm ơn. Cho ban tổ chức hội nghị xin được trân trọng cảm ơn bài phát biểu rất là tâm huyết, tình cảm, xuất phát từ cái tâm, cái tình của đáy lòng mình của đồng chí Vũ Nguyễn Thưởng. Đảng, chính quyền địa phương, các ban ngành, kính thưa các cụ bậc cao niên cùng toàn thể các bác, các anh, các chị cùng các cơ quan ban ngành, con cháu về dự buổi lễ long trọng chúc mừng cụ tuổi đời 85 năm, cụ nhận huy hiệu 55 năm tuổi đảng. Cụ đã phát huy truyền thống là một người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, vượt qua mọi khó khăn đến nay, còn của cụ cũng đã là người đồng chí, cháu của cụ cũng đã là người đồng chí đang đứng trong hàng ngũ đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Thể theo nguyện vọng của các con cháu là đảng viên, vì do cụ tuổi cao, đề xuất với ban chấp hành đảng ủy sẽ đưa huy hiệu 55 năm tuổi đảng về trao tặng chi bộ
6 xóm Tây thôn Hành Quần, xã Bình Minh trong ngày hôm nay. Về phía gia đình sẽ tổ chức long trọng trao hoa và quà chúc mừng cụ tuổi 85 và cụ đạt danh hiệu, được trao tặng danh hiệu 55 năm tuổi đảng. Chương trình xin được bắt đầu giới thiệu các đoàn đại biểu lên để trao quà và tặng hoa cho cụ Lê Thị Bưởi. Xin trân trọng kính mời Đại Đức Thích Thanh Thái, chủ trì chùa Đông Hải Quần, cho nên trao hoa và tặng quà cho cụ Lê Thị Bưởi. Xin trân trọng kính mời. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh do Nguyễn Văn Nguyễn chủ tịch, ông Trần Đức Thắng làm phó chủ tịch thay mặt cho hội lên trao hoa và tặng quà. Hôm nay gia đình ông Nguyễn Văn Hiển sẽ phó hoa và quà về tặng trao cho cụ trong buổi lễ long trọng buổi sáng hôm nay. Tiếp theo chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời tập thể lớp 8, 10A, khóa 74-77. Xin trân trọng kính mời đoàn đến để tặng hoa và trao quà cho cụ. Xin trân trọng kính mời. Xin trân trọng giới thiệu gia đình các con cháu và gia đình bà Thi, gia đình ông Ca, gia đình bà Lý, gia đình ông Tế cùng các con cháu lên tặng hoa và tặng quà cho cụ. Xin trân trọng kính mời. Xin trân trọng giới thiệu gia đình nhà bác Trình ở Tây Hành Quần đã lên tặng hoa và trao quà tặng cụ. Xin trân trọng kính mời. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu các cháu, cháu Hưng, cháu Anh ở Hà Nội. Xin trân trọng kính mời đoàn lên tặng hoa và trao quà tặng cụ. Xin trân trọng kính mời. Tiếp theo ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu Đỗ Kỳ, Đỗ Hiến, Đỗ Tiến ở Hà Nội để tặng hoa và tặng quà cho cụ. Tiếp theo ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu gia đình nhà cháu Nguyễn Nung ở thôn Đầm hôm nay về tặng hoa và trao quà tặng cụ. Xin trân trọng kính mời. Mẹ tôi, của các em tôi, và tôi xin được kính tặng mẹ và toàn thể hội nghị bài thơ bốn câu tôi vừa sáng tác. Chúc mừng mẹ 55 năm tuổi đảng, 55 mùa cách mạng tự hào, một quãng đời hạnh phúc khoan mau, cay đắng cho qua ngọt ngào gom lại. Cháu của mẹ nhà thơ Nguyễn Anh Lung thi đàn Việt Nam. Cảm ơn gia đình con cháu nhà Lung đã về chia sẻ niềm vui chúc mừng cụ nhân huy hiệu đời hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo xin trân trọng giới thiệu gia đình em Kho của em Hiệp sẽ lên tặng hoa và quà cho cụ. Xin trân trọng kính mời. Thank you.
xin trân trọng giới thiệu gia đình cháu Xứng và gia đình cháu Thiều sẽ lên tặng hoa và tặng quà cho cụ. Xin trân trọng kính mời. Tiếp theo chúng tôi xin trân trọng giới thiệu anh chị em cháu Nguyễn Thế Sang đã có hoa tươi và chúc mừng cụ. Xin trân trọng kính mời đoàn của gia đình. Gia đình cháu Tuyền Vương sẽ về tự dân tặng hoa và tặng quà cho cụ. Xin trân trọng kính mời. Chồng Vũ Văn Hưởng, vợ chồng Vũ Văn Hưởng sẽ nên trao quà chúc mừng mẹ 55 năm tuổi đảng, 85 năm tuổi đời. Xin trân trọng kính mời. Đối với gia đình chúng tôi. Và sau đây thì kính mời các cụ, ông, các bà, các bác và các cháu thưởng thức bữa ăn cơm tình cảm quê hương do các con cháu của cụ tự nấu. Và chúc tất cả mọi người có một sức khỏe bình an, nghĩ việc gì cũng được và làm việc gì cũng thành, có một điều vui trọn vẹn. Và xin trân trọng cảm ơn. Vâng, qua này cảm ơn của ông Ma Vũ Quốc Cường. Chúng tôi xin trân trọng kết thúc buổi tổ chức trong buổi sáng hôm nay. Xin kính mời các vị dự tiệc.